thôn thông minh đang là mục tiêu mà các địa phương hướng tới sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Bởi xây dựng thôn thông minh sẽ đem lại những tiện ích đặc biệt cho người dân mà còn tiếp cận với xã hội số, văn minh, hiện đại. Những tiện ích thông minh đang được phủ sóng khắp cả thôn Vũ Di. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, dù ngồi bất cứ đâu trong thôn, người dân đều nắm bắt được các thông tin thời sự và có thể thanh toán các khoản tiền như điện nước, tiền học. Bởi Wi-Fi miễn phí được lắp đặt tại một số điểm công cộng để người dân sử dụng. Cần một cái điện thoại thông minh là ngồi đâu có thể xem được tin tức, nắm bắt được tin tức thời sự. Và thanh toán các cái tiện ích cho khi mua bán hoặc là nhận các cái khoản trợ cấp của nhà nước. Đổi thay so với trước là quá nhiều rồi chứ. Tất nhiên là không riêng với tôi mà cả dân làng đều thấy có phấn khởi, tự hào. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được người dân ủng hộ. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh lớn nhỏ trong thôn đều có mã thanh toán qua ngân hàng. Khoảng độ 70%, còn 30% thì là tiền mặt. Chỉ có những người già tuổi không biết chuyển tài khoản thì là tiền mặt thôi. Không chỉ kết nối thông tin đến người dân qua hệ thống loa truyền thanh, mà mọi hoạt động trong thôn còn được thông tin nhanh chóng qua mạng xã hội, Zalo, Facebook. Các tuyến đường trục chính, các ngõ xóm trong thôn đều được lắp đặt camera an ninh. Hệ thống điện chiếu sáng cũng được ứng dụng công nghệ số để bật tắt tự động. Đặc biệt đến nay, 100% nhà ở của người dân trên địa bàn thôn được gắn biển mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số. Thôn Vũ Di thì được công nhận thôn thông minh từ năm 2023. Thế thì thôn Vũ Di là được hưởng ví dụ như là cài đặt Wi-Fi công cộng này, mọi người dân thì cũng đều lắp đặt Wi-Fi và có cái hệ thống cam để quản lý về an ninh. Mọi người dân ra vào trong thôn là được quản lý. Từ đó thì cái công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên thôn rất là đảm bảo. Xây dựng thôn thông minh, một trong những cái tiêu chí đòi hỏi là công tác chuyển đổi số phải căn bản. Thế thì với những cách làm là chúng tôi với phương châm cách làm là dễ làm trước, khó làm sau. Chúng tôi phân công cụ thể và gắn trách nhiệm cho người đứng đầu của mỗi cấp ủy chính quyền. Và chúng tôi phấn đấu năm 2024 là 3 thôn còn lại hoàn thành xây dựng đạt chuẩn thôn thông minh để làm tiền đề cho năm 2025. Chúng tôi xây dựng xã trở thành đô thị loại 5. Thôn Vũ Di đã được công nhận thôn thông minh năm 2023 và trở thành thôn thông minh thứ 2 của tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, xã Vũ Di đang triển khai các tiện ích của thôn thông minh đến các thôn còn lại. Đây là nền tảng căn bản để xã Vũ Di thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong nhân dân và tiếp tục mục tiêu xây dựng xã Vũ Di trở thành xã nông thôn mới thông minh.